Xin chào các bạn nhé. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tham gia cái dự án Bank of Seoul, hướng dẫn các bạn cách đầu tư lại từ 3.7% tới 6.7% một ngày nha các bạn trên cái ví trôn. Mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tham gia cái chương trình này ở trên điện thoại. Mình sẽ có một cái clip phân tích về cái dự án thế này. Ưu điểm của nó đấy, vốn 1 đô các bạn cũng có thể tham gia được nhá. Bây giờ thì cùng hãy bắt đầu với mình. Bước 1 đây thì các bạn nhấp vào cái đường link mình để bên dưới mô tả video ấy, để các bạn tải cái ví Tron Wallet nhá. Bước thứ nhất đấy là các bạn sẽ tải cho mình là cái ví Tron Wallet. Mình sẽ để cái đường link tải bên dưới mô tả ấy, thì nó sẽ ra một cái giao diện. Các bạn có thể tải qua Apple Store hoặc Google Play, hoặc là ở trên Android vào Google Play, hoặc là iPhone thì các bạn chọn cho mình là Apple Store, các bạn chọn vào nhá. Ở đây thì mình dùng iPhone, mình chọn vào Apple Store thì nó sẽ đưa các bạn tới Apple Store để các bạn cài cái ví Tron Wallet này. Các bạn nhấn nhận cho mình cài đặt về máy nhá. Ở clip sau thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm trên máy tính luôn, làm trên Google luôn, không cần là phải điện thoại. Nói chung là mình sẽ làm hai clip hướng dẫn tất cả anh em. Đây là một dự án khá là lâu rồi nhưng mà cái kèo này khá là ngon luôn. Các bạn hãy xem bên dưới mô tả mình phân tích cái dự án này nhé. Ok, khi mà cài đặt xong ấy, các bạn mở cái ví Tron Wallet lên cho mình. Ở đây các bạn cho phép nha. Ở đây thì các bạn tôi tích qua này, đồng ý đã đọc này. Sau các bạn nhấn tiếp tục tiếp diện nha. Ở đây đấy thì những các bạn nào mà mới tạo ví lần đầu ấy thì các bạn nhấn tạo wallet nhá. Ở đây thì có những cái mã bảo mật đấy, các bạn sẽ phải lưu lại cho mình. Ok, các bạn nhấn tạo wallet. Ở đây thì nó yêu cầu các bạn nhập cái mã pin khi mà các bạn giao dịch đấy để cho đảm bảo cái tài khoản. Thì các bạn cứ nhập cái bảo mật của bạn vào. Sau các bạn nhập lại một lần nữa. Tiếp theo ấy thì nó sẽ ra cái mã 12 cái từ bảo mật đấy, các bạn nhớ nhấn vào copy và sao lưu lại cho mình nhé. Các bạn là nhớ cho mình là nhập đúng 12 ký tự sắp xếp theo thứ tự này và nhớ copy cũng như lưu lại cái ký tự này, lỡ bữa sau mà các bạn mất điện thoại ấy thì các bạn có thể dùng 12 cái ký tự này để khôi phục lại ví của các bạn nhé. Sau đó các bạn nhấn vào cái mục verify cho mình. Ok, vậy là các bạn đã tạo được một cái tài khoản ví ở trên Tron Link thành công rồi. Các bạn nhấn vào ok. Ở cái tài khoản này nhá thì các bạn thấy để mà tham gia cái chương trình Bank of Seoul của cái đồng TRX ấy thì điều kiện là min tối thiểu của nó là đầu tư tối thiểu là 10 TRX thôi, vốn nó tầm khoảng đâu đó 1 đô thôi, nên là bây giờ các bạn sẽ phải gửi đồng TRX này. Thì những cái bạn nào đăng ký qua đường link của mình để tham gia chương trình đầu tư thì mình sẽ hỗ trợ là mua TRX này, nạp rút TRX cho anh em có TRX thì mình sẽ thu mua cho anh em, gọi là hỗ trợ anh em từ A tới Z luôn. Ok, để mà có được TRX ấy thì các bạn bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách nạp TRX vào cái ví này nhá. Các bạn có thể có cái phần là account đây, Binance account của TRX ở đây, các bạn thấy này, có cái địa chỉ là đầu là TZ cuối là RH này. Các bạn có thể copy cái địa chỉ này cho mình, nhấp vào cái mục copy đây, hoặc là các bạn có thể bên dưới này có mục token này TRX này, các bạn nhấp vào mục TRX trong này cho mình. Ở trong này có cái mục reward đây, reward đây. Ok, các bạn cũng có thể copy cái địa chỉ này nhá. Đây bây giờ ấy, các bạn nên lên trên sàn Binance hoặc là trên cái ví của các bạn mà có chứa cái đồng Tron đấy. Ok chưa, đây thì mình có Binance đây. Sau đó các bạn có thể mua TRX, thì nếu bạn nào mà không biết cách mua thì mình sẽ hỗ trợ các bạn cách mua TRX nhá. Sau khi có TRX rồi, các bạn chọn vào cái ví ấy, các bạn chọn vào TRX này, các bạn chọn cho mình cái mục root này. Ok chưa, đây ở cái phần địa chỉ thì các bạn sẽ dán này, dán cái địa chỉ nhận ở trên cái ví Tron Link của các bạn đây này. Ok chưa, dán cái địa chỉ này nhá, lên sàn Binance. Mình nhắc lại nhá, anh em có thể đầu tư tối thiểu là có 10 TRX, nó khá là rẻ thôi, tầm khoảng mấy chục nghìn tiền Việt thôi. Còn thì ở đây thì mình sẽ đầu tư vào này là tầm 1.000 TRX nhá. Đây thì mình sẽ rút 1.000 TRX, mình sẽ nhấn rút này. Ok, để mình nhập cái bảo mật 2FA. Bạn nào mà không làm được thì anh em cứ việc Zalo hoặc là ebook mình nhá, hỗ trợ anh em nhiệt tình trong cái lĩnh vực đầu tư. Rồi, ok. Bây giờ các bạn vào cái địa chỉ email để xác minh cái lệnh gửi đồng TRX tới cái ví Tron Link nữa là ok. Các bạn mở cái địa chỉ email có chữ Binance này. Ở đây nhá, các bạn xem này, các bạn có muốn gửi rồi là rút 1.000 TRX ấy, tới cái địa chỉ đây, TZVRH này không? Đúng địa chỉ thì các bạn nhấn confirm withdraw cho mình bằng vàng này cho mình. Ok. Vậy là cái việc rút tiền của các bạn đã thành công rồi. Bây giờ thì nhiệm vụ các bạn làm sao? Vào cái địa chỉ ví nhận này nhỉ. Ok chưa? Rồi thì mình sẽ cho các bạn tiếp theo để
để tham gia cái dự án banh ập xôn này. Cái dự án này cực kỳ hay luôn nhá. Anh em biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Bây giờ thực sự là hơn 1 giờ đêm rồi. Mình phải làm clip này nhanh cho anh em để anh em kịp tham gia dự án luôn. Ok, mình chờ tầm mất 5 phút nhá thì mình đã nhận được là 1.000 trôn, nhưng mà cái phí giao dịch một trôn là mình nhận được 999 trôn. Các bạn thấy này, và mình cũng nhận được thông báo này, ok chưa? Bạn nào mà chưa biết cách nạp hoặc là đang còn chưa biết cách để tham gia đầu tư thì anh em cứ liên hệ với mình sẽ hỗ trợ anh em từ A tới Z luôn. Rồi, bước tiếp theo ấy, bây giờ thì để mà các bạn tham gia cái chương trình nhận lại hàng ngày luôn nhá. Các bạn thấy bên dưới này nhá, nó có cái mục đây, post server bên dưới cùng này nhá, ok chưa? Bên dưới cùng góc bên tay trái của mình đấy, các bạn chọn vào cái ô hình 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 hình, hình địa quả địa cầu ấy, chọn vào đó cho mình. Ok, sau đó các bạn nhập cái địa chỉ URL link này nhá. Mình sẽ để cái đường link này, gọi đây là cái đường link đăng ký ấy, đường link giới thiệu của mình ấy, mình sẽ để bên dưới cái mô tả video ấy. Nhưng bạn nào mà tham gia qua link link này của mình đấy thì sẽ được mình hỗ trợ nhé. Đây là dự án các bạn có thể nhận được 3.7 tới 6.7% trên một ngày. Mình nói dự án này cực kỳ ngon luôn nhá. Đây thì mình sẽ đi qua kéo xuống bên dưới này, để ở cái ô thứ nhất, ở cái mục đầu tư thứ nhất đấy, thì là các bạn sẽ nhận được 3.7% một ngày. Các bạn nhận ở đây nhá, là nhận mỗi giây luôn nhá, nó sẽ trả về cho các bạn hàng giây luôn, cái đồng tiền X trả về hàng giây luôn nhá. Các bạn nhận được mãi mãi này, tổng lợi nhận là mãi mãi nhá, vĩnh vĩnh viễn luôn nhá. Đầu tư tối thiểu là 10 TRX, ok chưa? Anh em có thể đầu tư vào đây 1.000 TRX, cứ hàng ngày nào em cũng sẽ nhận được là 37 TRX, ngày nào cũng vậy, gọi là 3.7% ấy. Tiếp theo cái gói thứ hai là 4.7% nhận TRX hàng giây, cùng hàng giây luôn. Gói này thì trong 45 ngày tổng lợi nhuận là 211.5%, đầu tư tối thiểu cùng 10 TRX. Gói này thì nó có giới hạn, nhưng mà mình khuyên các bạn là nên đầu tư vào gói này nhé, tại vì gói này là lợi nhuận cao nhất. Rồi, cái gói 7.5% một ngày nó trả TRX mỗi giây, nhưng mà chỉ có 25 ngày là hết hết gói thôi, cái lợi nhuận là 142.5%, 25 ngày thôi anh em sẽ x 1.5. Rồi có một cái gói tiếp theo là gói 6.7%, thì nó chỉ có được 18 ngày thôi, và cái lãi suất thì lợi nhuận thì 120%. Nói chung cũng quá là ngon, nhưng mà mình khuyên anh em nên vào cái gói này, này theo mình tính là cái gói này lợi nhuận nhất nhá. Còn có khá là cái gói 4.7% này, còn có khá nhiều anh em nói mình là tại sao không vào cái gói 3.7% để nhận mãi mãi, thì cái gói này thì cũng được thôi, nhưng mà để anh em tính cái lãi suất cao nhất đấy, 4.7%, anh em hết, anh em vào hết xong anh em lại lấy ra anh em vào tiếp đấy, thì cái lãi suất của cái gói 4.7 này nó rơi vào khoảng 211% mà, là nó ngon nhất, ok chưa? Bây giờ thì mình sẽ vào tiền 990, gọi là 990 TRX, phải 990 rồi. Rồi mình sẽ nhấn Invertic này. Khi mà các bạn nhấn Invertic ấy thì nó sẽ ra cái giao diện này, các bạn có muốn xác nhận là đầu tư vào đây không, các bạn nhấn xác nhận cho mình, các bạn nhập cái mã bảo mật, mã pin ấy vào cho mình. Ok, vậy là cái gói đầu tư của mình đã thành công đấy. Sau khi thành công nhá thì nó sẽ có cái gói đầu tư ở đây, các bạn thấy cái đồng TRX của mình nhá, đây nó nhảy từng giây này, các bạn thấy không, 4.95 này, các bạn cứ chờ chờ một chút nha. Đấy, nó lại 4.958 này này, các bạn chờ nó chút, nó lên 4.956 chưa, thấy chưa, thấy chưa, nó lên chưa, ok chưa? Đây, đây là cái tổng số lượng mình đầu tư là 990. Ok, các bạn cũng sẽ có một cái link giới thiệu đây, giới thiệu nó gồm 3 tầng, tầng 1 5%, tầng 2 là 2% và tầng 3 là 0.5%. Thì những cái bạn nào mà đăng ký qua link được của mình đấy thì sẽ được mình hỗ trợ này, nạp rút TRX này, gọi là cùng mua bán TRX cho anh em tham gia gói luôn. Đây là một cái cơ hội cực kỳ lớn nhá. Và ngoài ra mình có một cái nhóm TRX mình mới tạo luôn để hỗ trợ tất cả những cái nhà đầu tư. Hy vọng các bạn sẽ đồng hành với mình và mình sẽ hỗ trợ anh em phát triển hệ thống. Sau khi các bạn đầu tư xong ấy thì các bạn quay trở lại ví đấy, thì các bạn thấy số tiền của mình cũng đã bị trừ rồi nhá. Ok, mình sẽ trở lại xem cái khoản đầu tư của mình nhá. Ở đây ấy, thì nó có cái lịch sử luôn đây này, các bạn sẽ vào cái lịch sử banh ập trôn. Các bạn không cần, khi mà các bạn đầu tư xong rồi nhá, bây giờ các bạn cùng vào cái mục hình quả cầu bên dưới tay tay trái của mình nhá, các bạn không cần phải dán cái link nữa, ở đây có cái lịch sử đây rồi, các bạn chỉ nhấp vào cái lịch sử đây bên dưới cái lịch sử banh ập trôn đây, ok chưa? Nhấp vào ấy thì nó sẽ ra luôn tới cái mục này cho các bạn đầu tư. Rồi các bạn kéo xuống bên dưới coi cái hoa hồng được bao nhiêu nhá.
Ở đây thì nó có cái lịch sử là investment, tức là lịch sử gói đầu tư của mình. Tiếp theo ở đây thì các bạn thấy cái lại TDX của mình nó hiện ở đây nha. Đây các bạn muốn rút thì các bạn nhấn vào quick draw là các bạn rút. Ở đây thì mình sẽ thử rút luôn nha. Vừa đầu tư xong thử rút luôn. Ok chưa? Bây giờ mình rút test cho anh em xem cái tốc độ của nó đây. Các bạn nhấn vào quick draw xong các bạn nhấn xác nhận này. Đây hiện tại nó đang còn chờ chờ rút đây, các bạn thấy chưa? Rút này, rút bắt nó còn không TRX nha, nhưng mà anh em cứ chờ một chút nha. Đấy, nó nhảy TRX, nó trả TRX hàng giây luôn. Ok xưa, nên là khi anh em xem cái video này của mình đấy, nên đầu tư thật sớm. Mình sẽ có một cái video phân tích cái dự án này nó là cái gì mà lại sao lại lại trả lại cao như vậy nhá. Nhưng mà bây giờ anh em phải phải nhanh tay lên, không là cơ hội nó sẽ biến mất đấy. Các bạn mà muốn trở về cái ví chính các bạn tích vào rửa cho mình là được. Ok, giờ các mình sẽ kiểm tra lại nhá. Các bạn thấy không? Hồi nãy mình có 6 cái đồng TRX. Sau đó mình rút 5 đồng ấy thì đây nó có 10 đồng. Ok chưa? Thấy chưa? Với cái tốc độ rút tiền nó đẳng cấp chưa anh em? Ok, xong video ngày hôm nay thì mình cũng đã vừa hướng dẫn các bạn cách tham gia cái dự án là Bank of Seoul và hướng dẫn các bạn tạo tài khoản để tham gia cái chương trình để đầu tư, các bạn nhận lại từ 3,7 tới 6,7% mỗi ngày nhá. Nó trả lại cho bạn hàng giây nha anh em nhá. Rồi. Đây là một dự án cực kỳ là tuyệt vời. Phân tích dự án này thì mình sẽ để bên dưới mô tả cho anh em. Rồi, còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.